Con heo đi, con bò đi. Con cá sấu ở dưới kìa. Sấu không? Một món nhỏ xíu 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 thôi. Oxy đi. Oxy thải đi. Nói gì? Để đâu rồi chứ? Cá sấu này. Sợ quá. Coi bà con này bao nhiêu tiền? Sao nó không ghi tiền đó? Đây nè. Mấy mà. Thôi, đừng mua mấy cái đó. Không, mua mấy cái đó. Mua mấy con này nè, mua cái này to lắm, không mang đi bắt con lắm. Không được đâu tao. Không mua cái đó đâu. Ta. Đúng rồi. Lựa cái nhỏ xíu thôi. Đồ thải này, có cái gì này? Chua. Thì tao lại lấy đi. Tao muốn tao muốn ăn nước dừa hả? Giờ đây. Qua Thái Lan rồi mua bia Thái về uống nè. Nó hai ba loại đó, nó có ba loại. Loại nào đó? Trang đó. 885 là leo đó, leo nữa. Leo nè. Leo nghe nói nhẹ nhưng mà uống vô say. Vậy hả? Wow. Đó là một cây leo bự kìa. Nhưng mà cũng bơi để tí nữa khuya về không uống. Tí đi coi sâu. Thì đúng rồi, khuya về ngủ nhưng mà ngủ. Bây giờ sắp về làm sao mà lên phòng? Nhâm lên phòng hả? Cơm ơi. Thôi lấy một hạt bà lên. Thêm nó bị bể rồi nè, bà lấy đâu mà làm. Để em. Đi thôi ba. Đừng mua nhiều, vì sắp đi nhiều. Uống chừng nào mua chừng nào. Hai viên hai đâu thôi, thử coi. Ủa cái thải này thải của Thái không? Chưa thải đúng. Chưa thải mà. Biết là phải con nó là. Cái lâu này có vẻ đúng hơn nè. Ba cầm dưới này vô đi. Cái này đúng nè. Coi cái mã vạch có 885 là đúng. 885 nè. Đi thôi. Lại đi, lại đi. Chạy xếp hàng. Đây, hôm nay thì tôi đang ở trong cửa hàng 7 Eleven. Hello, đến giờ đây không quay thử nhé. Chưa gớm. Thôi mua gì đâu gắn đâu. Thì mua đi, bao nhiêu? How much? 25 baht. Cái này đâu phải ăn mà đi lấy nha.